Xin chào tất cả các mục thủ nha, bác trong Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Video này video ngày 16 tháng 10 nha. Thì video lên tổng bộ này có mình là 28 mẫu cần và 3 con máy nha. Thì máy sẽ có những dòng máy size nhỏ của Shimano dòng Holiday đây nha. Đây size 1000 cho mình câu suối, câu lua này, câu bè nha. Có một con 2000 của Daiwa Legend. ISO thì có dòng như là ISO khoen nhỏ này, đây có dòng như là Daiwa Kohaya. Độ cứng là từ 1 nha cho đến 3, độ dài từ 4.5 đến 4. Súp thì có dòng như là cần loại thường nha, giá rẻ với những dòng hàng cao. Như này FT nha, Daiwa Haya, xong rồi Arocat. Đây có Slider, có xong rồi Procat này, có của Olympic 3 khúc nha, cần lục cho mình. Một số cần dây trong thì có cần rút và cần 2-3 khúc. Cần lua thì có trong như là cần 2 khúc, cần 1 khúc. Máy ngang máy đứng có trong như là khoen xích gôn và Gamakatsu. Một số thì cắm gốc, câu dít câu biển. Cần tay thì có dạng tay trợ máy Hechi. Có bên là cần fly câu suối, một số cần Hechi câu bè. Câu ngâm lăng xe 2-3 khúc này. Đây, chịu đánh chép nha, cứng từ 80 đến 120, 30, 50 đều có nha. Đây, dòng như là Ryobi, Olympic, Fuhaya. Thì em sẽ báo rõ tình trạng của tất cả sản phẩm ở đây. Thì anh em lưu ý, mình cứ xem kỹ video nha. Anh em cái này xem không kỹ, khi biết qua Zalo, thì em chụp hình từng mẫu, anh em muốn tham khảo kỹ để gửi qua mình tham khảo kỹ hơn. Tại video có khi mình lướt nhanh nó không thấy, thì sẽ gửi hình ảnh tổng thể cho mình. Thì ship code toàn quốc 30.000 một đơn, anh em lấy từ hai sản phẩm đổ lên nha. Em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình, anh em lưu ý nha. Bên em sẽ ship có toàn quốc nhận hàng nha, ship tại nhà, nhận hàng thanh toán. Bên em sẽ đóng là đóng có niêm phong hết. Hàng đến thì mình cứ nhận hàng kiểm tra nha. Anh em nhớ là lưu ý quay video lại giùm em. Thì đây sẽ có cho mình một cặp như này, một cặp của dòng là Shimano nha. Đây, Shimano dòng Holiday. Máy thì máy size nhỏ thôi, đây size 1000 nha. Cái này là của dòng Holiday Spin. Đây một cặp như này, một con thì nó màu hai con này thì khác màu nè, một con thì màu vàng, một con màu tím thế này. Nói chung thì như nhau thôi. Hai con này thì đều là hàng một con là Singapore, một con là Japan. Đây, một con Singapore, Japan nha, tức là hai bản khác nhau. Nhưng mà nó là cùng Shimano và Holiday Spin luôn nha, 1000. Thế sẽ đây cho mình con Singapore trước đây. Thì máy 1000 size nhỏ full carbon nha, có cước sẵn cho mình. Đây. Full carbon nha. Con này thì gạt cước và còn lăng cước có ok hết. Giá máy này là 300.000 một con nha. Con này thì của Singapore này. Singapore thì nó có tiếng Zran nha. Đây, Zran này. Zran một chiều nha. Đây, tổng thể thế này. Cái này thì trong tình trạng máy thì lâu cũng mà xài á thì nó quay nó hơi cực cực như này. Mình về mình vào giờ mở là ok thôi. Máy thì giá là 300.000 một con nha. Đây, mở số 1 này, máy Singapore. Con Japan thì Holiday Spin 1000, con này thì Japan như này, Japan nội địa Nhật. Thì để cho mình là giá cũng là 300 nha, 300.000. Holiday Spin 1000, con này thì cái số màu cam thế này. Đây, máy thì ok hết, lưỡi gà đồ dịu cổ kết nha. Size nhỏ 1000 cho mình. Cái con Japan này thì vẫn có thêm Zran đây. Đây, Zran nha. Đây. Còn thì nó sẽ mượt hơn con cơ bằng một xíu. Nên có hơi xào nha. Cái này thì là mình vào mình dầu mỡ ít thôi. Tại những cái dòng này thì nó lâu không xài á. Thì nó khô dầu khô mỡ anh em về mình có thể là chêm rồi nha. Đây, 1 triệu, 2 triệu ok. 300 ngàn một máy nha này. Size nhỏ 1 ngàn ạ, full carbon. Số 2, số 1, số 2, số 3 thì cái này thì đây qua cái dòng là đây qua đây gần như này. Đây có dòng này Legend Lead nha, 2500, size cũng dạng size 1.5 cho mình câu lua câu ISO. Thì con này đời cao nha em, hàng China xuất thị trường Nhật. Tổng thể thì con này toàn thân carbon lô cước hợp kim. Máy này thì anh em câu lua câu ISO nha, máy rất là nhỏ, 2.5. Thì tổng thể như này lô cước hợp kim này, đây qua Legend lưỡi gà gạt cước nha, cho rất là nhẹ cho mình. Đây còn lăng cước thì còn mới. Thì con này thì những dòng thì đời cao nó sẽ có ABS hết nha. Đây ABS này, đây, ABS nha. ABS này một chiều này thì cực mượt rồi, đổi tay trái phải được nha. Thì ở đây ba con máy được đổi tay trái phải được hết, để chút chặn hai chiều đây. Con này thì anh em có lùa cậu ISO thôi, hàng China đời cao như này. Mã số 3 giá là 1.000.000 nha, đây 1.000.000 nha. Tình trạng thì tầm khoảng vào trên 90%, hầu như không có xước mấy nha, còn đẹp này. Rồi đối với cần thì có 28 mẫu cần thì ISO trước nha, ISO từ 36 đổ lên. ISO mã số 1 thì con này ISO khoen nhỏ, độ dài là 36, độ cứng 2 của dòng Simat này. Đây Simat. Cái tay cầm con này thì bên Nhật cần thủ trước thì nó đã quấn cho mình cái tay cầm bằng chỉ này, là chỉ đỏ và đen. Gốc thì sẽ có một sẵn một dây buộc bảo hiểm ở đây. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji loại xi đá xám, độ cứng 2, ngọn cần thì đo được là ngọn 1.5 ly. Ngọn sẽ có 1 này, hai khoen chạy nha. Đây, tổng thể thế này. Cái con này thì tôi là cần thủ trước á, nó quét mấy cái sơn này là dạng định vị á, để làm định vị các cái sơn như mình đây. Định vị cho nên mình làm thẳng hơn nha. Nó ra một lần thì lần sau mình ra nó thẳng nên khỏi phải chỉnh. Đây, có định vị này. Cái này thì nó độ thêm như này. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân toàn thân,
khoen pad Fuji của dòng Simat. Simat này thì đa số là Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Trọng lượng con này là 150g, mã số 1, 400.000 nha. Mã số 2, số 2 thì là một con ISO khoen nhỏ, có rất đẹp anh em, của dòng Mastat. Mastat độ dài 5m3, độ cứng 1, con này hàng nội địa Nhật nha, để tem vàng đầy đủ này. Thì pad bắt gặp Fuji F6, dàn khoen Fuji loại xe xám. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ nha, độ cứng 1, thế là mình câu cảm giác thôi, câu tráp, hành, bờ kè. Ngọn con này thì đo được là ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly, ngọn sẽ có 1 này, hai khuyên chạy nha. Đây, phôi thì nước sơn màu đỏ đen như này. Đây, còn rất đẹp nha, nước sơn thì còn sáng ở đây. Đây, cầu ISO. Mấy con này hạ cần tay xuống á, thì nó rơi cho mình tầm khoảng 3H cho mình thôi. Đây, nước sơn đỏ đen. Khoen pad Fuji, lợi xe đá xám. 5m3 cứng 1, trọng lượng cần thì cân được á, là 240g, mã số 2, giá 600.000 nha. Số 3 thì một con cần ISO khoen nhỏ luôn. Con này thì có dòng Daiwa. Con này có dòng Daiwa, dòng Dynamic như này, 5m3 cứng 3. Daiwa con này thì khoen nhỏ bắt vặn nha. Hàng của mình là hàng Korea xuất Nhật này. Thì phơi con này là phơi carbon xoắn hai da nha. Đây, tổng thể rất là đẹp. Con này thì hiện tại ngọn rất là lớn như này. Anh lưu ý nha, con này hiện tại là ngọn 2 ly, 5m3 con này hạ ngọn nha. Bên Nhật thì cần thủ trước nó hạ xuống cho mình tầm khoảng 2cm, hiện tại còn tầm khoảng 5m1 thôi. Ngọn sẽ có 1-2. Đây, ba khuyên chạy nha. Con này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này là carbon xoắn vân, còn những lóng dưới cần á là hai da đây. Con này thì hạ tay thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 1 5H thì mình đánh chép ao sum hồ dịch vụ được rồi. Đây, tổng thể thế này, tình trạng cần thì nước sơn của nó thì hơi cũ xíu như này, còn phôi phích thì còn ok hết. Khoen pad Fuji loại xi đá xám, pad đặt phích vặn này Fuji PPS 24-22 nha. Trọng lượng 190g, mã số 3, giá con này là giá 700.000 nha. Anh dùng như con này là 290g nha, con này nặng là 290g, 5m3 cứng 3. Số 4 thì sẽ có một con cần lục, đây con cần lục carbon của dòng súp như này, đây súp súp. Độ dài của cần là 4m2, độ cứng là 25, con này thì hàng của mình là hàng Nhật Bãi, bắt đầu bắt gặp này Fuji F7. Dàn khoen là dàn khoen Fuji thường nha, đây khoen Fuji hãng cho mình, loại xứ. Độ cứng 25 thì ngọn là 2.4 ly, thích hợp mình đánh lục độ cần gần bờ. Đánh bạc bãi bạc biển là được, ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy này. Tình trạng lóng của cần thì nó sẽ có xước sơn thế này nha. Đây, xước sơn nha, nói chung không ảnh hưởng đến phôi cho mình. Đây, tình trạng tổng thể này. Thì con này thì dàn khoen của nó là khoen thường và pad là bắt gập Fuji đóng semi chống nổ, thì để cho mình giá tốt cho. Đây, trọng lượng của cần á, thì cần được là 410g, mã số 4, 500.000 nha này. Đây, giá 500.000 ạ. Số 5 thì một con cần lọc carbon, con này thì của Daiwa như này. Đây, cần lọc carbon của Daiwa. Độ dài cần là 4m2, độ cứng là 20, của dòng mà Daiwa Subsewin. Con này thì hàng cũng là hàng Korea nha. Đây, có mã code này và tem vàng đầy đủ đây. Cái con này thì phôi của mình là phôi hai da, trông rất đẹp nha, nó giống như con số 3 cho mình á. Đây, hàng Korea phôi hai da. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji nha này. Khoen này khoen Fuji có line nha. Đây, nó có line cho mình một số khoen xứ xám vậy. Đây, khoen nó có line khoen xứ xám. Tức là tất cả là khoen Fuji hết. Thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly, độ cứng 20, tầm khoảng EBIT. EBIT thì mình đánh lục độ cần gần bờ, đánh cho mình rơi cho mình tầm khoảng vào 15-2m độ lại thôi nha. Đây, trừ cái lóng ngọn ra, còn tất cả lóng còn lại của cần này. Đây là phôi hai da hết đây. Đây, còn đẹp nha. Đây, cái lóng semi chống nổ đầy đủ hết. 4m2, độ cứng 20, cần lục Daiwa, bắt đầu bắt gập này, Fuji Daiwa chính hãng. Trọng lượng cần là 380g, mã số 5, giá 900.000 nha. Đây, 900. 4m20 phôi hai da cho mình ạ. Số 6 thì sẽ có một con cần lục của dòng này FT như này. Đây, dòng này FT của dòng acid nha. Độ dài con này là 4m, độ cứng 20 thì tầm khoảng FX, đánh đầu cần gần bờ. Dòng này FT này thì cái dàn khoen của cần á là dàn khoen Fuji đen loại xi đá xám như này. Đây, khoen Fuji đen loại xi đá xám. Con này ngọn của cần thì ngọn nhỏ, đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây, tổng thể thế này. Con này thì phôi cần là phôi hai da toàn thân, ngọn sẽ có 1 này, đây và 2 khuyên chạy nha. Phôi hai da này, 1-2 khuyên chạy cho mình. Đánh lục đầu cần gần bờ, tầm khoảng 15m độ lại thôi. EBIT nha. Đây. Cần thì tình trạng nó sẽ có sức châm sơ một xíu thôi, đóng semi chống nổi đầy đủ. Đây, tổng thể thế này. Thì bái có này là bắt gập nha, Fuji F7 chữ vàng. Trọng lượng của cần thì cần được là 360g, mã số 6. Giá này là 1.8 triệu nha này. Đây, 1.800.000, 4m cứng 20. NFT nội địa Nhật.
mã số 7. Số 7 thì sẽ có một con cần lộc, con này thì của Si này, đây của Shimano này, Shimano nha. Con này độ dài của cần là 4m5, độ cứng là AX của dòng Arocat, AX tầm khoảng 25. Arocat này thì nội địa Nhật nha. Đây tổng thể thế này. 4m5. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen Fuji, đây loại đá xám. Những cái dòng Arocat này thì nó sẽ không có định vị này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.3 ly. Đây tổng thể thế này, ngọn sẽ có một này. Hai khuyên chạy, phôi cần là phôi carbon nha, xoắn phần toàn thân như thế này. Đây. Nước sơn nước xiết thì còn rất là đẹp nha. Con này thì 4m5 đi kèm là 5 lóng. Tổng thể thì cần này sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90%. Thì những cái dòng Arocat này thì nó sẽ định vị này. Đây, nó có định vị cái dòng Aerodynamic này. Đây gần. Đây định vị cái khoen nha. Cái lóng cái thôi. Cái khoen đi 3 thôi. Còn những khoen lóng khác thì không có nha. Đây. Giang khoen Fuji loại xịt đá xám 4m5 cỡ ngay X của Shimano. Trọng lượng cân thì cân được là 450g. Mã số 7. Giá là 1.300.000. Đây 1.300.000 nha. Số 8. Một con cần lộc của Si luôn. Đây con này của Shimano nha em. Con này có dòng là dòng Si, dòng xuất leader nha, FV405DST. Hàng Indo xuất Nhật này, có mã code và tem đầy đủ đây. Cái gốc của nó thì nó sẽ bị xước sau này một xíu nha em. Đây. DS cỡ tầm khoảng 27. Bike con này là bắt gập nha, Fuji Stylus LS7, dàn khoen Fuji này, lợi xịt đất xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây tổng thể thì có xước thế này. Những cái dòng thì xuất leader thì có định vị rồi. Đây có định vị khoen nha. Định vị khoen cho mình đây này. Phôi carbon xoắn vân toàn thân, đánh đầu cần gần bờ tầm khoảng và 20-25m độ lại như này. Cần thì nó sẽ còn đẹp này, lóng trong nó còn đẹp, lóng bút ngoài thì có xước nha, còn mấy cái lóng trong thì nó còn sáng đẹp hết. Khoen pad Fuji xứ đá xám, trọng lượng cần thì cân được á là 400g, mã số 8, giá 2 triệu như này. Đây 2 triệu nha, 405DST. Mã số 9. Số 9 thì sẽ có một con cần lộc của Si luôn. Con này thì có dòng là Pro Sub, đời cao hơn. Con này cần lộc của Shimano dòng Pro Sub 425 AXT, cứng tầm khoảng 25 thôi nha, dòng Fine Carbon. Đây, những cái dòng Pro Sub này thì hàng nội địa Nhật rồi, anh em xài như thì biết đây, có mã code đầy đủ nha. Thì tất cả cái dòng cần lộc hay cần ISO bên em gửi đến mình á thì sẽ kèm lớp chụp cho mình nha, có kèm những cái dòng lớp chụp cho mình hết. Con này thì Pro Sub thì dàn khoen là dàn khoen full xích rồi, những dòng thì đời cao, ngọn cần thì đo được á là ngọn 2.3 ly, phôi cần là phôi hai da toàn thân này. Đây có định vị này, đây, phôi hai da có định vị này. Định vị nha, cần thì nó sẽ còn rất là đẹp, toàn thân phôi hay da từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Tổng thể thì con này tầm khoảng mà trên 90% nha. Đánh lập độ cần gần bờ, thấy có định vị như này, định vị của nó này, định vị khoen, định vị lóng đầy đủ hết. Khoen của mình là dạng khoen Fuji bắt đập bắt gập này, Fuji chữ vàng F7, trọng lượng cần là 410g, mã số 9 ạ. Giá con này là giá 3 triệu như này. Đây, 3 triệu cho mình nha. Pro Sub AST 2425. Số 10 thì sẽ có một con cần lộc 3 khúc của dòng Olympic như này. Con này đời cao nha, dòng Olympic. Con này thì có dòng Olympic là dòng Testa, dòng casting nha. Độ dài con này là 4m20, độ cứng là 25, nó ra cho mình tầm khoảng AX. Đây. Cần đẹp nha, dàn khoen của cần thì đều là dàn khoen full set 3 chân hết. Hàng có mấy làng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ, bắt đập bắt gập này Fuji Stylus LS7. Con này thì nó sẽ kèm cho mình là 4 khoen nha, cái khoen đề 3 của mình là khoen gập, còn những khoen còn lại là khoen chết nha này. Khoen 3 chân. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây cái đầu bu full xích. Con này thì có định vị nha. Đây có định vị các lóng hết. Cho mình dắt vào nha, nó khỏi bị lệch khoen này. Đây. Phôi là phôi carbon xoắn. Vâng. Đây con này thì cứng AX á, 4m2 thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 27 đó cần rút nha này. Đây, còn đẹp nha. Bắt gặp Fuji Stylus LS7 hàng của bên nội địa Nhật cho mình. Đây Olympic 4m2 cứng 25. Con này trọng lượng nhất nhẹ nha, chỉ có là 380g thôi, mã số 10. Giá 2.800.000 như này. 2.800.000 ạ. Ở mã số 11. 11 thì một con cần chi trong, con này cần rút của Suyumi, 2m7 cứng 50. Đây tổng thể thế này. Con này thì cần có rất đẹp như này. Con này thì 2m7 cứng 50, ngọn cần cái đo cho mình xác á. Ngọn tầm khoảng 2.6 ly, con này còn đẹp nha, đóng semi chống nổ đầy đủ hết này. Thì con này tính theo cần câu đài thì con này anh em về câu ngâm câu lăng xê được nha. Con này cứng tầm khoảng 6-7 hát á. Đây. Cứng 50 thì nó sẽ dạng vừa. Cần có rất đẹp và sáng nha. Suyumi. Hà nội địa cho mình, tay cầm cán bút bát vặn Suyumi chính hãng này. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 290g, mã 11, 500.000 nha. Đây 500. Dây trong rút. Mã số 12. 12 thì một con cần dây trong 2 khúc nha này. Đây con cần dây trong 2 khúc của Suyumi luôn. Con này 2m7 cứng 50. À, hàng nội địa Nhật này. Đây, cần rất sáng và đẹp nha.
Con này thì mình về mình luồn dây hoặc anh em lên khoe nha, cô ngâm cô đơn là được đây. Xiaomi rất đẹp nha. Thì tay cầm cán mút bắt là bắt vặn cho mình luôn. Xiaomi chính hãng cho mình. Đây tổng thể này. Cực sáng nha. Trọng lượng chỉ có là 270 g, mã 12, 500 ngàn ạ. Mã 13, 13 thì một con cần dây trong 3 khúc. Con này thì của Ryobi. Đây, Ryobi nó có cái dây buộc Ryobi luôn. Thì con này độ dài con này là 3m6, độ cứng tầm khoảng 50. Ryobi nha. Đây có tem đồ địa cho mình đây. Cái khoen con này thì khoen chạy của mình là khoen xích nha. Đây loại xích hết. Ngọn cần thì đo được tầm khoảng 2.6 ly. Cái đầu bu xích môi trề này, đóng xi bị chống nổi cho mình nha. Tổng thể thế này. 3 khúc ạ. Cứng tầm khoảng 50, cầu ngâm lăn xe, đánh chép đều được, tay cầm cán mút, phát là bật vặn Fuji DPS. Đây, có dây buộc bảo hiểm sẵn ở đây của Ryobi. Trọng lượng cân thì cân được là 340 g, mã 15. Giá con này là giá 500 nha. 500 ngàn ạ. 36. Mã 16 đổ lên thì một số cân lô nha. 16 thì đây sẽ có một con cân lô một khúc máy đứng nha. Đây. Cân lô một khúc máy đứng, con này thì khoen có mình là khoen xích gôn nha, cực đẹp này. Thế là thầy thông số cần như sau. Cần lô máy đứng carbon, con này thì độ dài con này là 6 feet nha em. 6 feet là 1.8 nha, độ cứng là NMH. NMH thì dạng cứng bạo lực rồi. Đây có dòng Bass Pro nha, dòng shop cho mình. Thì thông số tại mỗi con này thì rơi cho mình tầm khoảng 1/8 OZ, tầm khoảng 20 gram á, tại cá mắt là 17 là bao, tầm khoảng 18 kg cá nha. Đây. Tay cầm con này thì bằng cán bần và bắt vặn này, Fuji cho mình. Và dàn khoen có cần thì đều là dàn khoen full xích hết, xích gold nha. Đây. Tình trạng thì nước sơn có bị nổ sơn thế này nha. Nói chung là không phải bị xước cho này, bị nổ lớp sơn bóng ở ngoài thôi. Ngọn cần tự đo được là ngọn 2.2 ly, tất cả dàn khoen full xích gold, độ cứng NMH 1.8 một khúc máy đứng. Anh này mình lưu nháy hơi nháy thật đều được đây, tương đối cứng nha. Trọng lượng có cần thì cân được là 100 g, mã số 14, giá là 1 triệu nha. Mã số 12, 12 thì một con cần lưu máy đứng ở máy ngang một khúc này. Con này của Gamma nha. Đây, máy đá một khúc của Gamma Katsu này. Cho đây mình sưu tầm nha. Gamma Katsu, con này thông số cần như sau. Độ dài con này là 6.6 nha em, là 1m98, tầm khoảng gần 2m rồi. Thông số tại 10 là 1 OZ, rơi cho mình tầm khoảng 28 g. Tại cá mắt 20 là bao, tầm khoảng 9-10 kg cá. Đây, Gamma Katsu nha, xong mình lưu xe. Gamma này. Gamma thì anh em biết rồi, nó đều là hàng nội địa Nhật nha. Đây của dòng Kamat, tay cầm bằng cán mút, máy ngang. Nguyên cái dàn khoen con này thì đều là dàn khoen full xích 3 chân hết. Đây, dàn khoen full xích 3 chân của Gamma Katsu. Lưu lóc, lưu chẽm nha, hơi chứ thật đều được. Ngọn con này thì là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn kia là ngọn 2 ly cho mình. Tất cả khoen các bạn đều là dàn khoen full xích hết. Đây 1.98 gần 2 mét rồi. Con này thích hợp cho nên mình sưu tầm nha. Đây cần còn sáng và đẹp này. Trọng lượng của cần là 160 g, mã 15, giá là 1.600.000 nha anh. Đây 1.600.000. Mã 16, 16 thì sẽ có một con cần lưu máy ngang 2 khúc luôn. Đây 2 khúc con này cực đẹp nha. Con cần này thì của hãng là Olympic. Độ dài con này là 6 feet, là 1.8, độ cứng là NML. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, thông số tại mồi là 3/4 OZ, tầm khoảng 24-23 g á, tại cá 14 là bao, 7 kg cá. Đây có tem nội địa cho mình nha. Nguyên cái dàn khoen của cần này thì đều là dàn khoen full xích nha, 3 chân. Cần thì rất là mới, ngọn 2 ly này. Đây ngọn 2 ly nha. Dàn khoen full xích hết. Trên 90% cho mình. Thì tay cầm con này thì nó bằng cán bần và bắt là bắt vặn nha, Fuji Gold. Đây Fuji Gold cho mình. Máy ngang 1.8 cứng NML, lưu lóc lưu chẽm, khoen xích. Trọng lượng con này là 115 g, mã 16, giá 800 nha này. 800 ngàn ạ. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lô máy đứng 2 khúc. Con này cực đẹp nha này. Đây cần lô máy đứng 2 khúc carbon. Độ dài con này là 6 feet, độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng với NML. Thông số tại mồi là từ 3 đến 15 g nha. Tại cá là từ 3 đến 15 lb bao. Tầm khoảng 7 kg cá như này là mát. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân loại xịt đá xám, ngọn cần thì đo được là ngọn 2 ly nha. Đây phôi carbon xoắn vân này, nước sơn màu xanh. Tổng thể này lưu lóc lưu chẹm đều được nha. Tay cầm cán mút bắt vặn carbon. Trọng lượng con này á thì cân được cho mình là 110 g, mã 17, giá 550 ngàn. Mã 18, 18 thì sẽ có một con này thì cần cắm gốc, cho nên mình lưu câu dít câu ngâm đâu đấy được này. Đây. Con này thì có dòng là Kenrap như này. Đây Kenrap có dòng Ocean Blue. Độ dài con này là 8 feet nha, là 2m4. Độ cứng con này thì cứng chứ này. Đây. Nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng và NMH nha. NMH trở lên cho mình. Con này dàn khoen của mình là dàn khoen full xích gold này. Đây, gold hết nha. Tập thể thế này. Con này ngọn cũng cần thì đo cho mình sát trên á. Đây sát trên ngọn này luôn á. Đây, trên này nha là 2.5 ly. Độ cứng tầm khoảng và NMH, thông số con này tải mồi mát tầm khoảng và 80 đến 100 g. Thoải mái chứ này. Câu dít câu biển cũng được đây. Hoặc câu ngâm câu lăn xê. Mấy con thì đa năng. Đánh đi đâu cũng được nha. Để lô lóc lô chẹm mà được.
tay cầm cán mút bắt là vất vẳng này của dòng Kenrap chính hãng cho mình. Trọng lượng cần là 300g, mã số 18, giá là 2.200.000. Những dòng Kenrap đều là hàng nội địa Nhật nha. Đây, khuyên xích gôn. Đây, mã số 19 thì sẽ có một con cần. Con này thì dạng là cần tay trợ máy như này. Con này thì mình câu bè, câu ngâm, câu cảm giác rồi được đây. Con này thì thông số như sau. Thì phụ kiện sẽ nó sẽ có một cái bao vải nhung và hai cái nắp chụp kèm thế này bằng gỗ nha, xin theo cần. Con này thì độ dài con này là 3m này, thì nó sẽ kèm cho là 4 lóng nha. Đây, 4 lóng như thế này. Nó là dạng cần tay trợ máy hay là những dòng như là he chi cho mình có bé á. Đây. Cái tay cầm con này thì được uốn chỉ trên này xuống luôn, cầm chắc tay hơn. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji nha. Đây, Fuji dạ quang và Fuji xứ xám. Ngọn cũng cần thì là ngọn đặt ngọn tháp. Đây, chỗ này chỗ tháp cho mình đây. Ngọn con này sẽ đo cho mình sát cho này á, là ngọn 1 ly nha. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2H thôi. Tính theo cần tay. Còn he chi thì nó cứ tầm khoảng độ 10 á. Thì nó dạng cảm giác cho mình câu bè, cảm giác. Thì phôi carbon nha, dạ phân trúc, phân gỗ. 3m, trọng lượng con này thì cân được là 150g, mã số 19 nha này. Giá 500.000 nha. Đây, 3m nha, 500.000. Kèn là 4 lóng nha. Mã số 20 ạ. 20 thì sẽ có một con này thì là cần fly cho nên mình có số nha, của đây qua. Đây còn mới tin cho mình nha. Chưa sử dụng qua luôn. Con này thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải zin đâu cần. Có là cần fly đó, fly là cần fly á, cho nên mình có số á. Có mấy con mồi ruồi như này. Con mồi ruồi Đây cực đẹp này. Fly thì nó là cái mô này ở Việt Nam mình cũng hơi kén nha. Kén khách cho mình. Thì thông số con này như sau. Con này thì cần fly của đây qua. Thông số con này là 2 khúc, độ dài là 8 feet là 2m4. Độ cứng tầm khoảng vào thăng 4 nha. Hàng tay quan xuất Nhật này, có tem vàng đầy đủ đây. Phơi con này là phơi carbon xoắn hai da nha này. Đây, xoắn hai da từ gốc tới ngọn cho mình luôn này. Đây, từ gốc tới ngọn nha, mới tin cho mình. Ngọn là ngọn 1.6 ly. Cái những cái khoen trên của nó thì là khoen bằng khoen sắt như này, để khoen nhôm á. Fly thì đa số về rồi. Còn hai khoen đề ba này, khoen ba và khoen dưới này là khoen Fuji ba chân. Đây, phơi hai da toàn thân. Cho mình câu fly câu suối. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và bắt con này là bắt gắn nha. Cái bát này thì cái bát này cho anh em biết rồi. Cái này á thì mình chỉ cần gắn vào máy vào thế này thôi. Thì nó sẽ có cái chân thế này. Mình nhét vào thì nó sẽ cứng nha. Rồi mình câu á sẽ phải cầm tay như này. Con này thì anh em mình câu cái máy, không phải là câu máy này nha. Câu cái máy tròn á, máy fly á. Cái này thì đa số là máy cái gì cứng còn lớn, đa số mình kéo thôi. Cũng không có cần phải quay máy lắm. Anh em cứ tham khảo nha, lên YouTube mà coi mấy cái câu fly của bên Tây á, cực kỳ ngon. Con này thì 2m4 siêu nhẹ nha, câu cá sối, trọng lượng là 60g, mã số 20, giá là 1 triệu như này. Đây, 1 triệu cho mình nha. Mã số 21 ạ, 21 thì một con cần câu bè 2 khúc, con này là dạng he chi, đây he chi câu bè cho mình. Con này thì của hãng là Suyumi, độ dài của cần này là 1m5 như này, độ cứng là 20. 20 thì nó cũng dạng mềm cảm giác thôi. Hàng của mình là nội địa Nhật này, tem vàng nha và phôi hay da này, cực đẹp. Ngọn cần thì là ngọn đặt ngọn tháp, ngọn long phụng, ngọn con này thì là ngọn tầm khoảng 1.4 ly. Khoan thì khoen đề ba con này là khoen Fuji, còn lại là khoen Fuji xứ xám. Thế là mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa, cảm giác thôi. Bắt vặn Fuji F6, tình trạng con này tôi hơi cũ nha, để mình giá tốt. Trọng lượng con này là 100g, mã 21, giá 400.000. Mã 25 thì một con cần là 2 khúc, con này thì đánh chép cùng ngâm lan xê, còn rất đẹp nha. Độ dài con này là 2m1, cần cứng độ cứng là 30, đi kèm là 2 khúc. Nguyên cái dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân. Đây, loại xin đã xám hết. Ngọn 2 ly nha, cứng 30 thì nó dạng mềm cảm giác thôi. Tình trạng con này thì còn mới này. Đây, 21 cứng 30 cần carbon. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji. Gốc sẽ có một cái dây buộc của cái đai qua này. Cái này thì nó gắn thêm như này. Cái dây này dây buộc bảo hiểm á. Đây, cần rất đẹp nha. Mét vuốt 30. Trọng lượng con này thì là 180g, mã số 22. Giá là 600.000 nha. Mã số 23 thì một con cần 2 khúc, con này thì của Ryobi cần carbon. Đây, 2m1 như này. Con này bị hụt như này, nó bị hụt 2 phân. Hiện tại nó còn cho mình là 2m, tầm khoảng 2m là 7, 2m8 thôi. Thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân loại xe xám hết. Trên này thì được cuốn chỉ như này. Đây, tổng thể thế này. Nước sơn thì hơi cũ để cho mình giá tốt hơn. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji DPS. Đây. Con này trọng lượng của cần thì cân được là 240g, mã số 23, giá 400.000. Mã số 24, một con cần 3 khúc, con này thì đánh cắt ra cá chim, đánh bộ lực được đây. Cần 3 khúc carbon, con này thì độ dài là 2m7, độ cứng 80 nha. Đây, 80 thì dạng cứng bộ lực, ngọn thì là ngọn đặt ngọn tháp này. Cái dàn khoen con này là dàn khoen Fuji dạ quang nha, khoen này hỗ trợ mình combo đen tốt hơn. Ngọn 2.8 ly,
Nước sơn thì màu đỏ đen thế này. Mét 7 cứng 80, tay cầm cán bút bát vàng Fuji DPS. Gốc thì bằng cán gỗ thế này nha. Cần là cần 3 khúc. Chuyên dụng cho đây bên đánh cá tra, cá chim, cùng ngâm lăng xe. 2m7 thì rất là gọn luôn, thu gọn là tầm khoảng 95cm thôi. Mình bỏ cốp xe, mình bỏ những cái bao vải nhỏ thì được này. Trọng lượng là 360g, mã số 24 nha, giá là 800.000. Mã số 25, 25 thì một con cần là 3 khúc, con này của Ryobi. Con này thì nó tương đối vừa nha, không cứng lắm. Ryobi 3m3, độ cứng 50. Đây có dòng là Super nha, dòng AD, hàng nội địa Nhật cho mình. Thì độ cứng 50 thì dạng vờ, ngọn con này là ngọn 2.5 ly, dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji này. Đấy, ba chân lợi xích xám, nước sơn thì màu đỏ đen. Đây tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng cán mút và pad bất vặn này Fuji DPS chính hãng cho mình nha. Đây cần là cần 3 khúc. Gốc của nó thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm thế này. Gốc bằng cán sẽ một da nha. 3.3 độ cứng 50 Ryobi. Trọng lượng con này thì cân được là 400g, mã số 25, giá 850 này. Đây 850.000. Mấy con này thì nay mình câu ao sông hồ tự nhiên, đánh chép, hồ dịch vụ được nha. 26 thì một con cường là 3 khúc, con này thì còn mới tinh cho mình. Con này thì của Olympic nha, Olympic 3 khúc, hàng nội địa Nhật. Độ dài là 36, độ cứng 30, của dòng Testa. 30 thì nó dạng cảm giác mềm nha, không cứng lắm. Ngọn 2.4 ly. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji, 3 chân loại xích đen. Fuji đen loại xích dạng xám nha. Đây, khoen Fuji đen loại xích xám. Nước sơn thì màu trắng, con này còn rất đẹp này. Đây, trên 90%. Tay cầm cắn mút bát vặn Fuji FPS D18. Đây, gốc của nó thì sau này nó chế sẵn một cái dây buộc hiệp cho mình đây rồi. Ba khúc nhà nước sơn màu trắng đẹp. 36 cứng 30, trọng lượng con này là 250g, mã số 26, giá 800.000. Mã số 27 thì một con cần là 2 khúc của dòng Promane Carbon. Con này thì độ dài của cần là 2m7 này, độ cứng 80 thì cứng bạo lực, phôi của nó là phôi hai da này. Đây. Ngọn con này thì đo cho mình xác cho này á, là ngọn 3.2 ly. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen thường nha, dàn khoen chính hãng theo cần. Cứng 80 thì đánh cá tra cá chim đều được này, bạo lực rồi, của dòng Promane Carbon. Thì tay cầm bằng cán mút bắt là bắt vặn Fuji. Đây tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được á là 350g nha em. 260g, mã số 27. Giá con này là giá 750 nha, 750.000. Cuối cùng thì mã số 28 thì sẽ có một con cần là 2 khúc. Con này của Alpha Tactical, cần rất đẹp nha. Đây phôi hai da toàn thân này. Độ dài con này là 2m7, cần carbon, hàng của mình là hàng Korea. Thông số con này độ cứng cần rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80 thì cũng dặn vừa. Cái tay cầm con này thì được bọc cái màng co nhiệt nha, để cầm rất chắc tay. Phôi của mình là phôi hai da này, toàn thân. Bắt vặn Fuji FPS, dàn khoen Fuji 3 chân, đây loại sẽ đen hết. Chỉ cứng từ 50 đến 80, ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Đây ngọn long phụng cho mình. Ngọn con này là ngọn 2.5 ly. Thích hợp mình đánh cá tra cá chim, chuyên dụng mình câu chép đều được đây. Hai khúc nha. 2m7, anh phải tất cầu phôi hai da. Trọng lượng con này là 400g, mã số 28, giá 800.000 nha. Đây 800 cho mình ạ. Rồi tổng thể thì ở đây sẽ có cho mình là 28 mẫu cần và 3 con máy. Thì anh em ứng mẫu nào cứ comment mã số cộng số điện thoại, bên em sẽ hỗ trợ cho mình chụp hình từng mẫu cần nha, gửi qua Zalo để xem chi tiết kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày đầu tuần vui vẻ, đi câu nhiều cá nha, nhiều sức khỏe, hẹn gặp video lần sau. Chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.